Kênh Tử Vi hôm nay xin kính chào quý anh chị ạ. Quý anh chị thân mến, xem tử vi ngày hôm nay thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 dễ dàng nhận thấy rằng bạn có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng bạn thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng bạn đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin. Quý anh chị hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Tử vi tuổi Tý ngày mai. Không nên nghiêm khắc, gượng ép. Ngày 27 tháng 4 năm 2024 này không nên nghiêm khắc, gượng ép bản thân quá nhiều. Bạn đang tự giới hạn bản thân vào một khuôn khổ nhất định, chính vì thế những rào cản mà bạn tự tạo ra không làm bạn có thể phát triển tiến tốt hơn trong cuộc sống. Hãy bắt đầu lên kế hoạch từng việc một, từ việc nhỏ đến việc lớn và nỗ lực hoàn thiện những mục tiêu đã đề ra trong ngày. Tuổi Tý nên tận dụng những khoảnh khắc mà nó truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình, đừng để những tác động xung quanh làm ảnh hưởng tới bạn. Nước trà Atiso có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Con số may mắn 40, 2, 10. Tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Tuổi Mậu Tý 1948, thương nội chi trư chuột trong kho, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét, cung mệnh lửa sấm sét. Tuổi Mậu Tý ngày 27 tháng 4 năm 2024, công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, nên thử thời vận. Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Tuổi Canh Tý 1960, lương thượng chi thử chuột trên xà, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò, cung mệnh đất tò vò. Tuổi Canh Tý ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có tiền bạc thì cũng nên cẩn trọng, vì chỉ đem lại những bất hòa, xích mích về tình cảm, hoặc phải chi dụng vào những việc buồn về đình đám, xe cộ, máy móc, án phí, lệ phí, thuế, đau ốm, sức khỏe, tang tóc, tai nạn của mình hoặc người thân. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Tuổi Nhâm Tý 1972, sơn thượng chi thử chuột trên núi, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu, cung mệnh gỗ cây dâu. Tuổi Nhâm Tý ngày 27 tháng 4 năm 2024, công việc còn trải qua nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Nên có sự tham khảo ý kiến của người khác. Có nhiều áp lực, hoặc ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí thì sẽ thắng lợi. Cần đề phòng những rủi ro bất trắc liên quan đến sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân. Có sự gặp gỡ bất ngờ, hoặc có tin tức. Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Tuổi Giáp Tý 1984, ốc thượng chi thử chuột ở nóc nhà, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển, cung mệnh vàng trong biển. Tuổi Giáp Tý ngày 27 tháng 4 năm 2024, đã đến lúc phải thay đổi hoàn cảnh, công việc, không nên chần chờ. Có quý nhân giúp đỡ. Sự mong cầu về tiền bạc có kết quả chậm, nhưng có hiệu quả trong tương lai. Nên đầu tư hoặc tiến hành, kể cả vấn đề tình cảm. Tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tuổi Bính Tý 1996, điền nội chi thử chuột trong ruộng, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn, cung mệnh nước cuối nguồn. Tuổi Bính Tý ngày 27 tháng 4 năm 2024, mọi việc nên có sự chậm chạp, phải biết chờ đợi mới tốt. Không nên có sự đối đầu ngang ngửa khi việc xấu đến. Cần phải bình tĩnh để giải quyết. Phía sau của vấn đề còn có nhiều người dòm ngó, mưu sự mà mình chưa biết. Sức khỏe không tốt, đề phòng rủi ro. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm. Tử vi tuổi Sửu ngày mai. Không cảm thấy thoải mái. Thứ bảy trong công việc không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Sửu đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình. Trong tình yêu tuổi Sửu đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Sửu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.
Con số may mắn 98, 94, 74. Tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Tuổi Kỷ Sửu 1949, lâm nội chiên ngưu trâu trong chuồng, thuộc ngũ hành thích lịch hỏa, tức lửa sấm sét, cung mệnh lửa sấm sét. Tuổi Kỷ Sửu ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt. Không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui, đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu 1961, lộ đồ chi ngưu trâu trên đường, thuộc ngũ hành bích thượng thổ, tức đất tò vò, cung mệnh đất tò vò. Tuổi Tân Sửu ngày 27 tháng 4 năm 2024, đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn, không nên e dè thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin xa. Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu 1973, lan ngoại chi ngưu trâu ngoài chuồng, thuộc ngũ hành tan đố mộc, tức gỗ cây dâu, cung mệnh gỗ cây dâu. Tuổi Quý Sửu ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có sự giúp đỡ của quý nhân thì cũng không nên so đo e ngại sự hao tốn, hoặc những việc nhỏ nhặt. Có sự trở ngại chút ít, nhưng cũng phải cố gắng hoàn tất. Không nên bàn tán chỉ gây thêm rắc rối, phiền toái. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, quà tặng, tin vui. Đã đến lúc cần phải giải quyết những công việc đúng hạn kỳ, theo sự hẹn ước. Có tin xa, hoặc gặp gỡ người thân. Tử vi tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Ất Sửu 1985, hải nội chi ngưu trâu trong biển, thuộc ngũ hành hải trung kim, tức vàng trong biển, cung mệnh vàng trong biển. Tuổi Ất Sửu ngày 27 tháng 4 năm 2024, đi vào chuyện tình cảm, hoặc quyết định theo tình cảm là điều không nên. Chuyện tiền bạc cần phải có sự thẳng thắn thì mới có kết quả. Nếu có tiệc, đình đám được mời thì mình cũng phải có sự hao tốn. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Tuổi Đinh Sửu 1997, hồ nội chi ngưu trâu trong hồ nước, thuộc ngũ hành giảm hạ thủy, tức nước cuối nguồn, cung mệnh nước cuối nguồn. Tuổi Đinh Sửu ngày 27 tháng 4 năm 2024, nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai. Tiền bạc còn chậm, hoặc chỉ là lời hứa. Tử vi tuổi Dần ngày mai. Một ngày vô cùng may mắn. Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2024 với vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình. Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Dần có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao. Hãy tiếp tục tập luyện thể thao để có sức khỏe tốt như hiện tại tuổi Dần nhé. Con số may mắn 6, 30, 51. Tử vi tuổi Canh Dần sinh năm 1950. Tuổi Canh Dần 1950, xuất sơn chi hổ hổ xuống núi, thuộc ngũ hành Tùng Bách Mộc, tức gỗ Tùng Bách, cung mệnh gỗ Tùng Bách. Tuổi Canh Dần ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu công việc, hoàn cảnh, tình thế không còn được như ý muốn thì nên thay đổi hoặc đi xa, dời chỗ. Ngày có sự tụ hội đông đảo, hoặc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Sức khỏe không tốt, tâm tình bất an. Tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962, quá lâm chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc, cung mệnh vàng pha bạc. Tuổi Nhâm Dần ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn. Nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro.
không nên bày vẽ thêm sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Tuổi Giáp Dần 1974, lập định chi hổ hổ tự lập, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn, cung mệnh nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu có tài lộc thì nên trang trải mọi việc còn tồn động lâu dài. Có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ trong công việc, không nên chần chờ lỡ mất cơ hội. Có tin tức ở xa hoặc người thân đi xa. Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Tuổi Bính Dần 1986, sơn lâm chi hổ hổ trong rừng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò, cung mệnh lửa trong lò. Tuổi Bính Dần ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày bị nhiều áp lực, nên bình tĩnh, có nhiều bôn ba, khó khăn, hoặc gặp chuyện khó giải quyết, mà công việc lại trong tình trạng cấp bách. Cẩn trọng gặp dễ sự thưa kiện, tranh cãi, nói ngược, sai hẹn. Không nên giao du, kết bạn, đi chung sẽ gặp điều bất mãn, hao tốn. Chuyện tình cảm chỉ là sớm nở tối tàn. Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998. Tuổi Mậu Dần 1998, quá sơn chi hổ hổ qua rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành, cung mệnh đất trên thành. Tuổi Mậu Dần ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có rất nhiều biến động, biến chuyển trong công danh, tình cảm, tài lộc khiến mình phải rất bận rộn để giải quyết. Tin tức tốt xấu lẫn lộn, nên tìm gặp quý nhân là người khác phái sẽ giúp được cho mình. Nên cẩn trọng trong việc di chuyển đi lại, sử dụng xe cộ máy móc, có rủi ro, tai nạn. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ gặp rắc rối. Tử vi tuổi Mão ngày mai. Có quý nhân phù trợ. Ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2024 sẽ có một ngày thứ bảy như ý, có quý nhân phù trợ. Tuổi Mão không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày. Tình yêu ngày mai có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Mão cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Tuổi Mão cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Con số may mắn 19, 57, 87. Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Tuổi Tân Mão 1951, ẩn huyệt chi thố thỏ trong hang, thuộc ngũ hành tùng bách mộc, tức gỗ tùng bách, cung mệnh gỗ tùng bách. Tuổi Tân Mão ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện phiền phức, bị ép buộc. Có sự gặp gỡ, di chuyển, nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão 1963, quá lâm chi thố thỏ qua rừng, thuộc ngũ hành kim bạch kim, tức vàng pha bạc, cung mệnh vàng pha bạc. Tuổi Quý Mão ngày 27 tháng 4 năm 2024, nên di chuyển, đi xa giải quyết công việc. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, dở dang, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết, thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tuổi Ất Mão 1975, đắc đạo chi thố thỏ đắc đạo, thuộc ngũ hành đại khe thủy, tức nước khe lớn, cung mệnh nước khe lớn. Tuổi Ất Mão ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều biến chuyển mạnh về công danh, tài lộc, việc làm cũng như về tình cảm. Cần phải có sự khôn khéo thì mới tránh khỏi chuyện vào nhanh ra nhanh. Nên hoàn trả những gì đã nợ ở lúc trước để tránh sự buồn phiền trách oán, hoặc hao tốn về mua sắm, giúp đỡ hoặc phải bị phân chia do điều kiện đã được định trước. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Tuổi Đinh Mão 1987, vòng nguyệt chi thố thọ ngắm trăng, thuộc ngũ hành lư trung hỏa, tức lửa trong lò, cung mệnh lửa trong lò. Tuổi Đinh Mão ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc rất dễ xảy ra ngoài ý muốn hoặc đảo lộn với những dự tính,
có nhiều việc đến khiến mình phải bỏ dở công việc hiện tại và lo toan việc mới. Có tin không tốt ở xa hoặc không làm theo sự đã giao ước. Nếu có cuộc đi chơi xa coi chừng có sự lạc lối, chờ đợi lâu lắc, bỏ về nửa chừng. Tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tuổi Kỷ Mão 1999, Sơn Lâm chi Thố Thọ ở rừng, thuộc ngũ hành thành đầu thổ, tức đất trên thành, cung mệnh đất trên thành. Tuổi Kỷ Mão ngày 27 tháng 4 năm 2024, không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng. Có người hoặc việc đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết. Thuận lợi cho việc mưu cầu về tình cảm, ước hẹn, nhưng cũng không nên đi tìm, sự việc sẽ đến. Tử vi tuổi Thìn ngày mai. Một ngày bình yên. Ngày mai sẽ là một ngày thứ bảy bình yên của tuổi Thìn đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích. Lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này. Tình yêu của tuổi Thìn cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. Tối nay tuổi Thìn nên ra ngoài để hít thở không khí, tập thể thao nhẹ nhàng để tinh thần được thoải mái hơn. Con số may mắn 39, 78, 93. Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Tuổi Canh Thìn 2000, thứ tính chi Long Rồng Khoan Dung, thuộc ngũ hành Bạch Lạp Kim, tức vàng chân đèn, cung mệnh vàng chân đèn. Tuổi Canh Thìn ngày 27 tháng 4 năm 2024, chuyện công danh, tình cảm, tài lộc nếu đến thì nên làm ngay. Khi có lợi thì nên dừng bước, không nên kéo dài. Đề phòng có sự việc xảy ra không như ý hoặc phải có thêm điều kiện. Nên tránh chuyện thị phi, tranh cãi. Sự lợi lộc có thể đến chậm, hoặc chỉ có tin, hoặc có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Tuổi Nhâm Thìn 1952, hành vũ chi Long Rồng phun mưa, thuộc ngũ hành Trường Lưu Thủy, tức nước chảy mạnh, cung mệnh nước chảy mạnh. Tuổi Nhâm Thìn ngày 27 tháng 4 năm 2024, không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào. Sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn 1964, phục đầm chi Lâm Rồng ẩn ở đầm, thuộc ngũ hành Phú Đăng Hỏa, tức lửa đèn to, cung mệnh lửa đèn to. Tuổi Giáp Thìn ngày 27 tháng 4 năm 2024, có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe không tốt. Ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu. Gặp quý nhân hoặc bạn bè đến. Cẩn trọng khi di chuyển. Hấp tấp vội vàng không có lợi. Có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan, đùng bọc. Tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tuổi Bính Thìn 1976, thiên thượng chi Long Rồng trên trời, thuộc ngũ hành Sa Trung Thổ, tức đất pha cát, cung mệnh đất pha cát. Tuổi Bính Thìn ngày 27 tháng 4 năm 2024, nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động, dễ bị hàm oan, thị phi, ràng buộc vì lời hứa. Ngày dễ gặp nhiều rủi ro, trắc trở, nhưng cũng gặp được quý nhân hoặc có cơ hội. Sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại thất vọng. Đề phòng bị chơi xấu. Tử vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tuổi Mậu Thìn 1988, thanh ôn chi Long Rồng trong sạch, ôn hòa, thuộc ngũ hành Đại Lâm Mộc, tức gỗ rừng già, cung mệnh gỗ rừng già. Tuổi Mậu Thìn ngày 27 tháng 4 năm 2024, không nên để cho tình thế hiện tại trói buộc mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi Tỵ ngày mai. Công việc có vài biến động. Công việc ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2024 của sẽ có vài biến động nếu không cẩn thận có thể sẽ gặp rắc rối. Ngày mai dù làm gì thì làm cũng phải tập trung hết cỡ nhé. Đừng để người khác phải khó chịu vì thái độ lạnh lùng của bạn nữa. Tình yêu của tuổi Tỵ đang ở mức báo động vì bạn đang bận rộn công việc nên không quan tâm tới người ấy.
cần phải cố gắng lo cho mình nhiều hơn vì sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu sa sút đó. Con số may mắn 89, 49, 47. Tử vi tuổi Tân Tỵ sinh năm 1941, tuổi Tân Tỵ 1941, đông tàn chi xà rắn ngũ đông, thuộc ngũ hành bạch lạp kim, tức vàng sáp ông, cung mệnh vàng sáp ông. Tuổi Tân Tỵ ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả, có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Quý Tỵ 1953, thảo trung chi xà rắn trong cỏ, thuộc ngũ hành trường lưu thủy, tức nước chảy mạnh, cung mệnh nước chảy mạnh. Tuổi Quý Tỵ ngày 27 tháng 4 năm 2024, có quý nhân giúp đỡ. Có tài lộc, nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ, đến hạn, hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, tuổi Ất Tỵ 1965, xuất huyệt chi xà rắn rời hang, thuộc ngũ hành phú đăng hỏa, tức lửa đèn to, cung mệnh lửa đèn to. Tuổi Ất Tỵ ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có tài lộc hoặc việc mong cầu có kết quả, nhưng hơi có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tuổi Đinh Tỵ 1977, đầm nội chi xà rắn trong đầm, thuộc ngũ hành sa trung thổ, tức đất pha cát, cung mệnh đất pha cát. Tuổi Đinh Tỵ ngày 27 tháng 4 năm 2024, không nên chần chừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm sẽ có kết quả tốt, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Có tin xa. Có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân, bè bạn, nhưng lại trái với dự tính. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, phúc khí chi xà rắn có phúc, thuộc ngũ hành đại lâm mộc, tức gỗ rừng già, cung mệnh gỗ rừng già. Tuổi Kỷ Tỵ ngày 27 tháng 4 năm 2024, có quý nhân giúp đỡ. Có tài lộc, nhưng dễ hao tán vì giao thiệp, chi phí các loại có định kỳ, đến hạn, hoặc phải chia phần. Cần nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, việc làm dễ gặp chuyện thị phi, lời đồn, hàm oan, hoặc có những tin tức đến mà nội dung có sự trái ngược lẫn nhau, nhất là về mặt tình cảm. Có tin buồn về sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, công danh của người thân. Tử vi tuổi Ngọ ngày mai. Một ngày với nhiều tâm trạng. Sẽ trải qua một ngày với nhiều tâm trạng vui buồn bất ngờ. Công việc sẽ có một vài trở ngại nhưng bạn không cần phải quá phiền lòng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Chuyện tình cảm thì chưa thực sự như ý do bạn quá bận rộn với sự nghiệp mà quên mất người ấy. Bạn nên sắp xếp thời gian khoa học hơn cũng như chủ động làm lành với người ta đi đấy nhé. Con số may mắn 47, 94, 74. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942. Tuổi Nhâm Ngọ 1942, quân trung chi mã ngựa chiến, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương, cung mệnh gỗ cây dương. Tuổi Nhâm Ngọ ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954. Tuổi Giáp Ngọ 1954, vân trung chi mã ngựa trong mây, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát, cung mệnh vàng trong cát. Tuổi Giáp Ngọ ngày 27 tháng 4 năm 2024, hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc của các nguồn tin đến với mình. Nên lắng nghe dư luận, ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho mình dễ dàng trong việc giải quyết.
Nói tóm là không nên độc đoán và nóng nảy, sẽ có kết quả. Tài lộc trung bình. C. Tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Bính Ngọ 1966, hành lộ chi mã ngựa chạy trên đường, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời, cung mệnh nước trên trời. Tuổi Bính Ngọ ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi, hoặc vì hoàn cảnh, tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi. Chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua, không nên mưu tính sự lâu dài. Người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tuổi Mậu Ngọ 1978, cứu nội chi mã ngựa trong chuồng, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời, cung mệnh lửa trên trời. Tuổi Mậu Ngọ ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Tử vi tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tuổi Canh Ngọ 1990, thất lý chi mã ngựa trong nhà, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi, cung mệnh đất đường đi. Tuổi Canh Ngọ ngày 27 tháng 4 năm 2024, nên cẩn thận trong việc di chuyển, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều biến động, thay đổi bất ngờ, khiến mình phải lo toan, chống đỡ. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có chuyện buồn. Tin xấu. Ngày không nên khởi hành, mưu sự chuyện lớn. Tiền và họa đi đôi. Tử vi tuổi Mùi ngày mai. Một ngày nhiều may mắn. Người trong ngày thứ bảy này là một ngày mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Mùi nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Tuy nhiên sự may mắn cũng có thể đi kèm với thử thách, khó khăn khi một vài người đồng nghiệp xung quanh tỏ thái độ ganh ghét, ghen tị và muốn cản trở bạn. Vì vậy bạn cần phải cẩn trọng trước khi làm bất cứ việc gì, tốt nhất là chỉ nên làm nhiệm vụ của mình thôi. Tình hình sức khỏe của tuổi Mùi ngày mai không được tốt cho lắm. Bạn không nên quá lao lực, mải mê trong công việc. Bạn có thể dành buổi tối ngày mai để nghỉ ngơi, thư giãn một chút để đầu óc, tinh thần cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Con số may mắn 35, 6, 30. Tử vi tuổi Quý Mùi sinh năm 1943. Tuổi Quý Mùi 1943, quần nội chi dương dê trong đàn, thuộc ngũ hành dương liễu mộc, tức gỗ cây dương, cung mệnh gỗ cây dương. Tuổi Quý Mùi ngày 27 tháng 4 năm 2024, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc, nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Ất Mùi 1955, kính trọng chi dương dề được quý mến, thuộc ngũ hành sa trung kim, tức vàng trong cát, cung mệnh vàng trong cát. Tuổi Ất Mùi ngày 27 tháng 4 năm 2024, mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình, có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Đinh Mùi 1967, thất quần chi dương dê lạc đạn, thuộc ngũ hành thiên hà thủy, tức nước trên trời, cung mệnh nước trên trời. Tuổi Đinh Mùi ngày 27 tháng 4 năm 2024, tình cảm bình thường, có tin xa. Ngày của sự hẹn ước, đáo hạn. Sự mong cầu về tài lộc còn xa, chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn. Nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám, sự việc sẽ kéo dài, không được như ý, đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc. Nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới, sự kiện khác xuất hiện, hoặc có khách, quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi 1979, thảo giả chi dương dê đồng cỏ, thuộc ngũ hành thiên thượng hỏa, tức lửa trên trời, cung mệnh lửa trên trời.
Tuổi Kỷ Mùi ngày 27 tháng 4 năm 2024, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc. Có tài lộc, nhưng phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng. Chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Tân Mùi 1991, đắc lộc chi dương dê có lộc, thuộc ngũ hành lộ bàn thổ, tức đất đường đi, cung mệnh đất đường đi. Tuổi Tân Mùi ngày 27 tháng 4 năm 2024, sự việc có thể đảo lộn không như mình nghĩ. Mọi việc không nên cưỡng cầu, chỉ tự làm khổ mình. Có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm. Đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước. Tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không nên tiến thêm. Tử vi tuổi Thân ngày mai. Tình cảm không được như ý, ngày 27 tháng 4 năm 2024 này, chuyện tình cảm của không được như ý, tuổi Thân buổi tối nên ra ngoài tụ tập cùng bạn bè, điều đó sẽ giúp bạn vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Tình cảm có lúc này lúc khác, đừng vì vậy mà buồn lòng. Công việc cũng không được như ý khi tuổi Thân liên tục bị cấp trên quở trách thái độ làm việc. Bạn nhất định phải chú ý tới lời ăn tiếng nói chốn công sở, nếu không thị phi sẽ bủa vây đó. Con số may mắn 29, 17, 51. Tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 1944. Tuổi Giáp Thân 1944, quá thụ chi hầu khỉ leo cây, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối, cung mệnh nước trong suối. Tuổi Giáp Thân ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Có khách hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Tuổi Bính Thân 1956, sơn thượng chi hầu khỉ trên núi, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi, cung mệnh lửa trên núi. Tuổi Bính Thân ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết, mà hãy chú trọng vào những công việc quan trọng. Nếu có tin tức xấu hoặc có sự trở ngại cũng không nên lùi bước, sẽ có kết quả. Cẩn trọng chuyện thị phi, ràng buộc vì lời nói. Có tin tức về tình cảm ở xa. Tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân 1968, độc lập chi hầu khỉ độc thân, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà, cung mệnh đất nền nhà. Tuổi Mậu Thân ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Tuổi Canh Thân 1980, thực quả chi hầu khỉ ăn hoa quả, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá, cung mệnh gỗ cây lựu đá. Tuổi Canh Thân ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Mọi việc đều thay đổi, không nên theo đường hướng cũ. Tiền bạc vào nhanh ra nhanh. Có quý nhân giúp đỡ. Giao thiệp với người khác phái bất lợi, hoặc mình phải lo toan cho họ. Cẩn trọng về sức khỏe không được tốt. Có khách hoặc có tin của họ. Tử vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Tuổi Nhâm Thân 1992, thanh tú chi hầu khỉ thanh tú, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm, cung mệnh vàng mũi kiếm. Tuổi Nhâm Thân ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề. Tránh mọi sự cãi cọ, xô xát, hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác. Cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ. Ngày chỉ nên ngồi yên, việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy. Tài lộc kém. Tử vi tuổi Dậu ngày mai. Sẽ có tin vui trong chuyện tiền bạc.
Chúc mừng vì ngày mai ngày 27 tháng 4 năm 2024 sẽ có tin vui trong chuyện tiền bạc. Các nguồn thu đổ về khiến bạn có một khoản kha khá trong tài khoản. Nhân ngày mai hãy mời gia đình đi ăn một bữa thật ngon nhé. Chỉ là chuyện tình cảm đang có đôi chút cãi vã. Đừng quá bảo thủ và cố chấp trong tình yêu tuổi Dậu nhé, đối phương sẽ cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Con số may mắn 19, 38, 91. Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Tuổi Ất Dậu 1945, sướng ngọ chi kê gà gáy trưa, thuộc ngũ hành tuyền trung thủy, tức nước trong suối, cung mệnh nước trong suối. Tuổi Ất Dậu ngày 27 tháng 4 năm 2024, không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Đinh Dậu 1957, độc lập chi kê gà độc thân, thuộc ngũ hành sơn hạ hỏa, tức lửa trên núi, cung mệnh lửa trên núi. Tuổi Đinh Dậu ngày 27 tháng 4 năm 2024, mọi việc còn lâu dài chưa phải là đến lúc kết thúc, nhưng cũng phải tiến hành cho nhanh, hoặc nên cố gắng tìm ra giải pháp mới. Tài lộc chỉ hé mở chưa phải là lúc tính chuyện lớn lao, cần phải cố gắng thêm nữa để khỏi phụ lòng người, cơ hội đã giúp đỡ mình. Có quý nhân, bè bạn, người thân đến, nên nhu thuận với mọi người, tránh mọi sự thị phi, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tuổi Kỷ Dậu 1969, báo hiệu chi kê gà cấy, thuộc ngũ hành đại trạch thổ, tức đất nền nhà, cung mệnh đất nền nhà. Tuổi Kỷ Dậu ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tuổi Tân Dậu 1981, long tàn chi kê gà trong lòng, thuộc ngũ hành thạch lựu mộc, tức gỗ cây lựu đá, cung mệnh gỗ cây lựu đá. Tuổi Tân Dậu ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến. Tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Tuổi Quý Dậu 1993, lâu túc kê gà nhà gác, thuộc ngũ hành kiếm phong kim, tức vàng mũi kiếm, cung mệnh vàng mũi kiếm. Tuổi Quý Dậu ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy, nên cẩn trọng có những tình huống xảy ra không tốt, gặp trắc trở, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Tuy nhiên nếu có người đề nghị việc gì thì nên chấp thuận, không có hại, tình cảm tốt. Thuận lợi cho việc đi xa, dọn dẹp, thu xếp công việc. Chỉ nên nói chuyện ở chỗ riêng tư, vì sẽ có người dòm ngó hoặc châm chích. Tử vi tuổi Tuất ngày mai không được thuận cho lắm. Công việc của ngày 27 tháng 4 năm 2024 sẽ không được thuận cho lắm. Một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghê tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau. Con số may mắn 44, 88, 77. Tử vi tuổi Bính Tuất sinh năm 1946. Tuổi Bính Tuất 1946, tự miên chi cẩu chó đang ngủ, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà, cung mệnh đất nóc nhà. Tuổi Bính Tuất ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc gì cũng phải đi trước một bước kẻo lỡ việc. Chớ nên để sự việc đã xảy ra rồi mới lên tiếng. Không nên chờ đợi mà hãy ra đi để giải quyết hoặc gặp người cần gặp. Về lời ăn tiếng nói, giấy tờ phải có sự khéo léo và không nên khẳng định, không thành công. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất 1958,
Tiến Sơn chi cẩu chó vào núi, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng, cung mệnh gỗ đồng bằng. Tuổi Mậu Tuất ngày 27 tháng 4 năm 2024, hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Nếu là chuyện tình cảm cũng nên đến gặp vì họ đang cần mình dù không có lợi gì. Không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Tuổi Canh Tuất 1970, tự quan chi cẩu chó nhà chùa, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, cung mệnh vàng trang sức. Tuổi Canh Tuất ngày 27 tháng 4 năm 2024, nếu thấy việc trước mắt có lợi nhưng cũng nên đề phòng rủi ro hoặc có người dòm ngó gây sự cản trở cho mình. Có sự thay đổi công danh, chức vụ, phương hướng làm ăn, hoặc nghe tin về chuyện này. Nên cẩn trọng trong mọi hành động, tài lộc chậm chạp, hoặc có mà phải chia phần, chi phí, cầm tiền của người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Nhâm Tuất 1982, cố gia chi quyển chó về nhà, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn, cung mệnh nước biển lớn. Tuổi Nhâm Tuất ngày 27 tháng 4 năm 2024, hãy mạnh dạn ra đi để gặp gỡ, giải quyết công việc. Dù biết rằng có nhiều sự khó khăn đang ở trước mắt, sức khỏe không tốt, không nên khơi lại chuyện cũ chỉ gây thêm phiền lòng. Chớ để người khác níu kéo mình về tiền bạc hoặc chơi xấu. Có tài lộc, có tin vui buồn lẫn lộn. Tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Giáp Tuất 1994, thủ thân chi cẩu chó giữ mình, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi, cung mệnh lửa trên núi. Tuổi Giáp Tuất ngày 27 tháng 4 năm 2024, có quý nhân giúp đỡ. Có sự thay đổi trong đường hướng làm ăn, công việc, đi xa. Có tin tức tốt về tình cảm ở nơi xa hoặc gặp gỡ bè bạn, người thân. Có người đi xa. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Hợi ngày mai. Không thiết tha với công việc. Ngày mai chán nản không muốn làm việc, tự nhiên không còn thiết tha với công việc như trước nữa. Tuổi Hợi cảm thấy chỉ muốn được nghỉ ngơi thảnh thơi mà thôi. Tình cảm không như ý chính là nguyên nhân khiến ngày mai tuổi Hợi buồn phiền. Cần sóc lại tinh thần ngay nhé. Cuối tuần này tranh thủ nghỉ dài đi. Con số may mắn 65, 62, 87. Tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947. Tuổi Đinh Hợi 1947, quá sơn chi trư lợn qua núi, thuộc ngũ hành ốc thượng thổ, tức đất nóc nhà, cung mệnh đất nóc nhà. Tuổi Đinh Hợi ngày 27 tháng 4 năm 2024, cứ hết lòng với công việc. Chuyện tiền bạc, tài lộc sẽ đến ở một ngày khác. Chuyện tình cảm chớ nên nghĩ ngợi, sẽ có người hiểu mình. Tình cảm tốt. Ngày có sự ước hẹn, đính ước, hội họp, tiệc tùng. Có lợi nhỏ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi 1959, đạo viện chi trư lợn trong tu viện, thuộc ngũ hành bình địa mộc, tức gỗ đồng bằng, cung mệnh gỗ đồng bằng. Tuổi Kỷ Hợi ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Tình cảm vui vẻ. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp, dự tiệc, việc làm gặp quý nhân, hoặc công việc dễ dãi, thuận lợi. Có cuộc đi ngắn, hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc. Chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc, có sự trách oán. Có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tuổi Tân Hợi 1971, khuyên dưỡng chi trư lợn nuôi nhốt, thuộc ngũ hành thoa xuyến kim, tức vàng trang sức, cung mệnh vàng trang sức. Tuổi Tân Hợi ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Dù công việc dễ bỏ dở, hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tuổi Quý Hợi 1983, lâm hạ chi trư lợn trong rừng, thuộc ngũ hành đại hải thủy, tức nước biển lớn, cung mệnh nước biển lớn. Tuổi Quý Hợi ngày 27 tháng 4 năm 2024, việc đến như thế nào thì làm như thế ấy. Có tin xa. Ngày có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, quà cáp,
dự tiệc, nhưng không vừa ý hoặc phải hao tốn, hoàn trả, vay mượn. Có cuộc đi ngắn, hoặc có sự sửa chữa, tu bổ, mua sắm về đồ đạc, chuyện tình cảm không nên đặt nặng vào một người hay một công việc, có sự trách oán. Có người không đồng ý về chuyện làm của mình. Tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Ất Hợi 1995, quá vãng chi trư lợn hay đi, thuộc ngũ hành sơn đầu hỏa, tức lửa trên núi, cung mệnh lửa trên núi. Tuổi Ất Hợi ngày 27 tháng 4 năm 2024, ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở, phá ngang hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, nhưng công việc này cũng có nghĩa là bạn phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cần nỗ lực cố gắng làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy, cần phải giữ thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định. Quý anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video mới nhất ạ. Bye bye.